giết cậu em. Không mẹ. Em tin không? Bây giờ này, cho em mẹ. Đâu? Chắc phải gì ấy không thằng? Anh nói thay giúp vợ luôn. Bữa nay là anh giết cậu em vậy rồi. Bây tự nhiên giúp cậu bay chơi, đã không đi hai chồng đi khách sạn kia ấy. Nắng lắm. Nắng này vô khách sạn nói gì? Sao gì nhà bật bật hơi lạnh nữa. Không phải che đây, cảm giác hơi nhà nóng giống như khách sạn. Đây kia, em quay qua phía bên kia. Em thấy cái gì kia chưa? Quả xe cậu ấy. Thì vậy anh mới gọi em xuống nè. Ủa sao anh thấy hay vậy? Trời ơi, cái đèo anh rồi, em biết cái đèo anh là cái đèo 500 không đây anh. Em gì em nói nâu trưa nắng gì à? Hấu mặc đồ mặc đẹp đi nhanh nhanh dữ. Làm gì nữa đây? Em chút thì chết nữa chứ làm gì ống nữa đây. Thôi đi về che cỏ ông dựng xe uống cà phê xong đi bắt trứng mẹ. Nhưng mà anh gọi ông ở đâu? Ông kêu là đụng tao đi bán xa rồi. Em hiểu không? Ông là một người làm biếng, không lo cho gia đình. Đâu, em im mà cho em nói to không? Hả? Xe của ông thiệt. Mày bị điên à? Chứ sao lại lo đồ con, sao mày đừng lo giấu luôn. Thôi mày thâu nói giận thôi chứ ông còn làm ăn nữa anh. Bảy cho em. Nếu mà em sợ thì em đi về, đỡ mình anh. Vậy thôi em đi về nha. Đi. Em cũng trông mong gì hết đó. Em đi về. Em không thể nào em bắt tay mà em ấy được. Quý ông xe tính luôn. Này, giờ qua bên đây giờ đứng qua quay bên đó. Chứ giờ nói đầu giờ chiều thì giờ ông Trung Nguyễn đi bán chứ sao? Trời ơi. Mày sao trứng gà thường gì ông bán mà ông đi bán trứng thúi ta? Điên, bữa nay người nào thích ăn trứng đó á. Anh biết gì hết. Này xu hướng vậy mà. Hay là giấu cái xe không? Giấu hả? Giấu mẹ ra hả sao? No, no. Chùa giờ ở đây nè, đã bị nét cái nhăn mà bây giờ giấu thì giấu hơn đâu, giấu lụm mũi anh ấy. Sao lúc xe? Anh, tàu ông lấy mắt anh, thè giấu đi chứ không thâu xé là thì chút nữa ông dứt đi tàu lấy mắt anh. Chứ sao? Hiếm á. Vừa hai thông. Nói thẳng luôn, cậu em giống phải cậu anh. Quả cậu, không đợi im đây, đợi anh vô anh coi thử ông làm gì. Đợi anh coi thử đi. Một cái người đàn ông mà làm biếng, không chịu làm. Biếng vậy, ông gương, chặt ông kì mặt gương. Mặt em gì ở nhà, em có vô đâu. Mày vô thử ông làm gì trong nha mọi người. Cuối sao giờ này chưa đi bán mà. Của em, của cái ông mà bán gì cũng gà. Má có khi ông dẫn bà nào ngọc cho đó. Nói tầm bậy tầm bạ nữa. Khi nào ông làm gì mờ ám không vậy? Chắc ông lên đây ông có phim xích á. Phim 18 cộng á. Tôi cầm điện thoại coi mà ngu. Đi rồi đi này. Đi nhẹ nhẹ thôi. Giờ nói vợ nè, bây giờ vợ xuống dưới giờ lấy một ít. Hiểu không? Sao cái đầu anh nó nhây xuống nhanh dữ anh thử. Đi, đi. Sao anh nghĩ ra được cái gì dữ vậy? Chứ anh không phải em, chứ ông làm biếng. Ông là một người làm biếng, làm
không lo cho gia đình, em hiểu không? Thì bây giờ em xuôi, em lái lại đưa anh bò thôi. Có gì anh chịu. Anh chịu nha. Chết rồi bé ơi, lần này chết rồi bé ơi. Lần đây là phải trị cho bé quên, bé chưa cái tật nha bé. Trưa rồi không đi bán, lên đây nằm nha. Hey, mát quá he, mát quá, lên đây coi phim heo. Hey. Later. Em mới bỏ muối á các bạn. Nhưng mà sao? Anh, ông cũng chấp em miệng luôn anh. Như là muối anh nghĩ nó cũng chưa đủ đâu. Hay là giờ em xuống lấy mì axit em đổ rồi chẳng. Đi mày, không có axit thì em xuống xin cái tăng. Đi. Mệt quá, gặp cậu cháu nhà đi mà. Đi. Mệt quá, anh cho mày. Nhanh lấy mày, lấy mày. Nhưng mà giờ còn nói nhiều đá ăn hai xịt một cam được. A few moments later. Thank you.
No, 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 no. Tỉnh ngủ chưa cậu ấy? Ông đang tính tiền. Anh biểu cái thầu ngủ. Chị bị mang trứng, mang trứng này, mang trứng này. Mang trứng này, mang trứng này. Ngủ mình muốn là ngủ cái hà mai em ồn. Mất nếp, mất me. Đố cậu tìm được cái xe trúc chắc bà đâu mất cái xe trúc mà cậu bán thơ. Bán có mè gì chứ. Bán có mè gì chứ. Cậu hỏi mấy chú quán là có mè hé mọi người. Cậu xe đứng đâu không? Cậu mới tìm thấy xe nha cậu. Đấy à. Đấy. Xe xe đứng em. Chết rồi. Hàm yêu ngu cái thủ ngu chứ. Đi bán đi bán rồi đứng lên thì đang cực quá. 2-3 giờ chiều rồi nó đi bán. Đang ngồi lấy gì chứ. Thế rồi, kẻ si kẻ trứng là mấy triệu bạc. Đang đâu không? Ác ngoài trong hông. Tao có công chuyện đây mà chạy xuống chỗ quán cà phê tốt gần nhà mày tao nhờ chúng mày không tắt con tao lại hả tao bị mất cái xe trứng nào tao vô đây tao muốn tao mất cái xe trứng này mày chớ tao chạy tao xin thứ đi ai biết ngủ ai tin cậu không tắt con cái này để tao cút đi con vậy đi cái nào ra cái đó thôi không chịu chứ. A few moments later. A few moments later. Mọi người, bây giờ em đã có mặt ở nhà rồi nha mọi người. Bây giờ là cậu bé em lên báo công an rồi. Bây giờ trong cái thời gian mà ông đi báo công an thì giờ em làm gì em kiểm chứng đi. Buổi chiều. Làm gì bữa ăn chiều. Oh hell no. Ăn thích cậu bé thứ ngon không nha mọi người. Quay đồ nha mọi người. Quay đồ nhà đeo.
Ôi. Ai biết cái tậu ngu chơi ngu gì lắm chứ, ngu hé miệng hé một ngu dừa không, ngu cũng chữ hình tượng luôn, ngu gì giấy không chứ. Bây giờ nó sắp chi đây, nó đi cũng biết buồn hả. Bởi vậy em nhận mấy anh đi ra quán rồi mà cô hả, nó không mắc tí nữa cũng đừng có ngu. Đó là người ta gọi là vượt qua cám dỗ của cuộc sống á. Mọi người, chị không biết đâu được mà. Ừ. Mọi chơi xin đứng đằng đâu vậy? Trời ơi, uống cà phê gì mà đơn, nắng nắng gì, nắng nắng luôn. Ê, vợ chồng mày chứ gì đúng không? Má, tụi không đó cậu ấy. Sao thầy nào lấy trộm mà sao nó? Có tâm đúng không anh? Có tâm, nó thì này nó bỏ ra, nó có tâm này. Tâm mới đập chân mày. Tụi bay chứ tâm. Tụi bay lấy trứng ta bị ăn, trứng không ngọng không bị đỡ lại sao? Muốn ăn sao ăn vậy? Ừ. Bữa sau đúng hợp hơn mình ứng ở đâu mà nắng nữa, đâu mà nắng còn nắng nữa. Quá em, cái tao mà là nó dán cái tờ giấy xe. Ông ngu mà ông dán cái tờ xe kêu là xe bán trứng của tao, đừng lấy trong hồ cây nó. Mày dẹp mày nha. Nó mới giết anh, nó giết anh, nó lấy nó đừng. Để cho mày chơi ra đúng không? Nó dán lại tờ giấy, nó kêu là xe của bảy gà tao cũng lấy. Đó. Ủa mày nắng mới vậy đi mà nhắm mày. Nhưng nó biết yên chéo quần của bảy sao á. Không có bảy cậu phải sao không biết không? Thằng đấy định nhờ nó biết là cậu là cậu không phải không, chân thằng nó đem đi chỗ khác là chết mày rồi, mất cái trứng rồi, còn gì không? Nói vậy chứ xì đây bán được nhiều đâu, nên 700 trứng ăn một cái trứng ăn 20 lên chứ vậy? Ta đi bán. Bây giờ cậu mất hai cái trứng hay là cậu vừa mất xì trứng? Tụi bây giờ chồng mày lấy bị chặt cao mày trôn tao chứ gì mà tao không biết, là tao thông minh không có nha. Không có luôn, con thương cậu không hết mà con đi trôn. Mấy con mẹ khùng bớt khùng tạo cái muốn trời lẹ mày. Sớm thì tao buông tao bán. Còn hôm nay tao uống cà phê trên đó tao bị mạng thôi. Mày uống cà phê ấy. Mày ghét cái quán cà phê bót ở đây thì tao nói nha. Gương tao ngủ nó đi tao luôn. Mày tao ngủ nó đi tao luôn. Mày biết gì hả? Không để tao bị dính mà. Gương dữ nè. Nó đi tao luôn. Nó có ôm hôn không? Ma nữ. Mà sao nó ôm hôn ta? Tao nói mày nó đi lên người nha, tự nhiên sao cái miệng nó đen nè, cái miệng nó ngót ngót không? Nó ngót ngót. Nó ngót là nó hung quá. Nó miếng mà nữa cậu. Đầu cái miệng nó mặn nữa. À, vị mặn đôi môi. Tao lần đầu tiên ngủ mặt người đó đúng không? Cậu ngủ lại đúng không? Cậu mà sao lúc uống nó nữa. Cái con đó nó nói tao biết luôn, mẹ nói tao biết luôn là sao. Ở khu này nhiều ma lắm. Nó nói đù má tao sợ tao chạy xuống tao thánh truyền tao chạy không kịp mà. Mà hình như còn nhớ thì nó có thêm một cái đoạn nữa. Đó là mẹ vua của khớp rồi mà. À quên lộn lộn. Quên lộn. Thế là có cái cam nhắc gì nữa không? Cam nhắc chua. Bây giờ tụi con biết, tụi con có cái giác quan thứ 6 hay là chồng con cái khúc. Má, vợ chồng mày chơi tao đúng không? Dạ. Nhưng vợ chồng mày chơi mày đúng chừng hết đó. Tự nhiên hai vợ chồng cả, em mà, thấy không? Mẹ nói tung đó là quán đó đừng có vô nữa. Tao nói tao uống tao thờ luôn, tao uống một lần là chứ mà sao tự nhiên mình đi mờ lên tao đây uống một bờ vậy? Mày ta trên đường bán nó còn sống cái tao vô tao uống miếng rồi tao mới đi bán. Vậy sao con hỏi cậu đi đâu còn kêu là cậu bằng không? Mày lúc nào lên đi rồi lúc nào trôn tao chứ gì? Tao mà vô cái con ngu. Vô con đó này mát quá, ngu chứ. Mà đừng có vô nữa. Tao còn biết mà, còn đời nào lại quán đó. Quán đó là quán ma nữ. Chủ tiệm gái mà. Cái con mẹ luôn mà cậu. Còn có nước không vậy mà cậu. Nó bậy mẹ. Ông nhập con nạn nước không ở đây. Đặc biệt. Thôi. Cú vợ. Bây giờ nói cậu nè. Đưa 10 ngàn tao lấy một cái trứng 10 ngàn. Cái trứng đâu nè mẹ ăn vậy? Trứng là muốn ăn mẹ ăn vậy? Con gọi cái thằng ăn trộm nó lại, nó lên nó dứt đi nha. Thôi chết rồi. Không uống như kéo nào với ai uống nữa.
đem đi tôi heo uống dai uống nhà dám uống nữa. Thôi giờ mới cậu bé nè. Sao cái đầu bé yếu vậy? Lý gì mày? Wow. Tao là không mình lắm mày biết không? Tiền ơi, giờ bây giờ tao đi bán đất. Là một cái đất nhiều. 10.000. Quá mày. Không bán là mày tự động mày lấy trứng tao lấy trứng thì tao bán một cái 10.000, còn mà tự động vợ chồng mày lấy trứng ăn là tao bán cái 10.000. Được. Giờ mới cậu bé nè. Giờ cậu bé tin là chú bán nó có mặt vậy. Ma nào ma. Mà ngủ á, nó đi tao cái miệng tao nó mặn. Hiểu. Nó lại chua. Nó mặn rồi nó chua dữ lắm. Nó ngọt chút chưa? Mày cái đất mày ngu sâu lắm, người ta mới giống như kiểu là người ta mới hiện lại anh mình, người ta mới hiện vô được ở trong giấc mơ của mình hả? Không cảm ơn ngủ à. Cái ngu sơ sơ là không có làm vậy được. Má giờ tao ăn cơm mà còn nóng như gà. Quán hầu lần đầu tiên con tàu tạo gạch này. Ý là món đều là ngọt đúng không? À cậu bé, thì là ví dụ mình lấy cái máy quay ra thì mình quay không được. Cứ gì dựa sự tích cái cô ma đó. Ờ mình lấy đúng rồi. Thôi tao anh em đợi. Cậu quá. Đúng rồi. Anh em rồi nhé. Rồi đây cậu bé. Hầu này lúc mà tao đi bán mà nó còn sớm quá, dưới hơn nữa nó nén quá tao chịu nấu á, là tao vô tao ngủ. Tao ngủ á xong bắt đầu nó hiu gió phụ má, tao uống nửa ly cà phê là nó hiu gió, nó buồn ngủ không chịu được. Hư dưỡng nghe cơ ma mị dưỡng. Bắt đầu cái tao nằm tự nhiên tao nằm đậu quá, tự nhiên cái miệng tao á nó có cái vị ngọt. Chấp. Vị ngọt đôi môi á. Vị ngọt đôi môi mà mình cái vị ngọt mà. Đầu bắt đầu cái tao thấy cũng có gì, bắt đầu sao tao ngủ ngu dữ quá, tao ngủ vậy tiếp tục ngủ cái cậu. Tao ngủ tiếp nữa hay sao? Đang trên đàn ngủ mà. Tao ngủ gật lên gật xuống nhà, bắt đầu cái là bắt đầu tao nghe vị mặn. Ồ, nó mặn chát luôn vậy. Sao mất vậy? Nó mặn y như là nước biển vậy. Ờ sao tự nhiên đang rừng rồi chưa? Không anh. Nó bắt đầu cái nó ngọt, bắt đầu tao giật mình dậy, tao nhìn láo liền nhà, tao không thấy không tao không thấy người nào hết. Đúng rồi. Không thấy người nào luôn. Thế là cậu ngủ ở trên hay ở dưới? Ở trên lầu ở trên lầu đúng không? Trên lầu chưa có ai đúng không? Bắt đầu cái xong bắt đầu cái là tao mà tao buồn ngủ quá tao chịu không được, bắt đầu tao nằm xuống tao ngủ tiếp. Bắt đầu nó reo vì chua. Trời ơi. Quá cái miệng mà từ cái mặn rồi bắt đầu chiếu qua vị chua nữa. Vậy là đúng. Là con ma đó. Con này nó đe tình lắm nè. Vậy là đây là kêu là con ma là ba vị tam quả này, đúng không? Xong rồi cậu hút khoảng cậu chạy xuống cầu thang đúng không? Đi gì đúng không? Ê, xong rồi cậu hút khoảng cậu chạy xuống cầu thang đúng không? Xong rồi cậu vô bộ hoa á. Tính tiền. Trong lúc tính tiền, trời ở trong quá hình như con ma đúng rồi sao vậy con? Nó trứng cậu đúng không? Xong chạy ra trước vậy mắc cái xịt trứng. Mắc cái xịt trứng rồi gọi con hăng. Sao mày biết hè? Tự nhiên mày biết cái hèn mày. Con đứng quay đó mà ấy gái nó không có rồi cho nghe. Mày mày nãy giờ mày quay vậy? Dạ. Nãy giờ chồng mày trao tao ấy. Thì nãy hai chồng con tao với ai? Mày đi sao ấy? Tự nhiên sao ngày nào tao không bao giờ tao yêu uống với vợ chồng mày hết vậy? Để tao buôn bán cho, đưa 10.000 đi. 10.000 này tao đi buôn bán. Đưa 10.000 cho cậu đi. Mày làm tao ra làm trò đùa sao vậy? Sao mày cháu gái kêu lẹ mày? 10.000. Mày đúng không? Nhiều hết mày. 10.000 là hình như mấy trứng anh. Nem trứng, ra lấy 4 trứng nữa được. Tao không có nhận tiền chứ con, tao lấy chứ mày. 10.000 mà cần chuyển con nữa mày. Con âm binh đầu đinh đầu đi ở đây. Được mà thiệt vậy. Mất công chuyện gì làm mà sao lúc nào mày vợ chồng bay muốn đua tao hết rồi. Mà sao cậu bay sao làm biến dữ vậy? Cứ âm binh đầu đinh xíu người. Con ba đi một. Tao không cần mày. Tao lấy tiền cho tao không cần tiền ba. Tao thèm 1.000 tiền ba lấy mày. Tốt trời nha. Bảy của trường tao á nha. Ní tao ra. Làm ơn hai chồng bảy làm ơn cuộc sống ấm no hạnh phúc để cho tao mình sống mình dưỡng cái. Trong ngày nào tụi bay cũng muốn cái ám tao hết vậy. Rồi sao á mình lớn rồi buông má đàng hoàng. Rồi sao đàng hoàng mày. Mình ngủ sơ sơ thôi, mình ngủ ngủ mà ngủ sơ sơ thôi. Mày. Ai mà ngủ từ 1 giờ chiều mà ngủ tới 3 giờ, giờ 3 giờ rồi còn chưa đi bán nữa. Không, mới có 3 giờ kiếm 15 mày. Ồ thứ là mình vừa giờ chéo xanh này tao gặp đứa chéo gì đâu tao mệt mỏi gì. Mày ní giùm tao ra, vợ chồng mày ní giùm tao ra cuộc sống xong. Đừng bao giờ mày xuất hiện với mày tao nữa, bố mẹ. Tao chúc cậu buông mày bán đất nghe. Coi chừng coi chừng chọc má cái bà vợ chồng mày. Chào chị ác dữ em. Cho anh ác đi. Ừ. Anh bày đàn với ai nữa? Rồi bây giờ đâu bây giờ. Bây giờ anh kêu em anh mua hai mặc đồ mặc đạn. Tôi chờ rồi xong rồi ông ghim gút vô ông chửi anh chứ ông phải chửi em rồi nha. Em no rồi rửng mỡ nha. Mặc anh rửng ấy. Anh thua gì trong đó nè, anh rửng. Thôi, nói với vợ hai vợ chồng mình chơi mà mình chấp nhận thôi.
Nhưng mà lỡ đầu giận để cho là không hối tiếc đúng không? Thôi ok các bạn, hai chồng mình xin chức kết thúc video ở đây nha các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Nếu cảm thấy hai chồng mình vui vẻ thì để lại cho mấy anh em mình một like, một subscribe và một share nha. Bye bye.